chương 191, làm sao mạnh như vậy, ba canh. Một giây sau, tô giật cái kia nóng rực trưởng ấn trước, tự như là ẩn chứa một cổ to lớn nóng rực khí lưu tại áp súc, sau đó bành trướng, tự như là bom nổ tung, âm âm, trầm đục như sấm, đáng sợ hơi thở nóng bỗng giống như là tiểu hỏa núi bạo phát khí tức nổ tung, đóng, u hư mang thiên báo to lớn thân thế lão đảo đẩy lui, trảo ấn phía trên đã cháy đen, tối vẫy màu đen tại dưới nhiệt độ cao bị phủ lên thành màu đỏ sậm, nóng rực vô cùng, truyền ra kịch liệt đau nhức. đạp đạp, tô giật cước bộ lão đảo, cũng hướng, về, sau rút lui hai bước, ánh mắt âm thầm chấn kinh, u hư mang thiên báo, quả nhiên không phải bình thường mang yêu thú đủ khả năng so sánh, chính mình lại đột phá tiết, cùng là đến nguyên huyền cảnh nhị trọng trung kỳ cấp độ, toàn lực mà làm. Xích viêm trưởng phía dưới cũng chỉ là đem cái này u hư mang thiên báo đẩy lui, phải biết tại nguyên huyền cảnh nhất trọng thời điểm, bình thường yêu huyền cảnh ngũ trọng mang yêu thú, tô giật đều có thể chính diện chống lại, toàn lực mà làm hạ, đánh giết cũng không là vấn đề. A à, Nguyên huyền cảnh nhị trọng, làm sao mạnh như vậy, nhìn tô giật xuất thủ, ba người thiếu niên càng là kinh ngạc trung động. Bọn họ rõ ràng cảm giác tô giật trên thân đây chẳng qua là nguyên huyền cảnh nhị trọng tu vi khí tức, nhưng trước mắt kia niên kỹ cảm thấy cùng bọn hắn chênh lệch không xa thiếu niên, chiến lực lại là có thể xưng biến thái, lại có thể chống lại yêu huyền cảnh ngũ trọng u hư mang thiên báo thượng quan hề vi con ngươi cũng ở trong tối từ rung động xem ra vừa mới xuất thủ cứu giúp cũng là thiếu niên trước mắt này nhân loại ngươi hôm nay chết chắc u hư mang thiên báo thú nữ nộ hống thân là u hư mang thiên báo chi thể cùng giai mang yêu thú đối với nó cũng muốn tất cung tất kính xa xa kính sợ há lại cho này nhân loại thiếu niên chiếm nó tiện nghi lúc này u hư mang thiên báo cũng cảm giác được này nhân loại thiếu niên tu vi cũng còn không có nó cao không để ý tới bàn chân nóng rực kịch liệt đau nhức toàn thân phát sáng, thân thể lao thẳng tới, báo đống săn mồi, không hề nghi ngờ, U Hư Mang Thiên báo động thật giận, muốn đánh giết Tô giật. tới đi, Tô giật quá khẽ, trong mắt chiến ý cũng càng nồng mấy phần, toàn thân nguyên khí tại rộng lớn cứng cỏi trong kinh mạch như là hồng thủy trút xuống, phát ra mơ hồ, ào ào, phát thanh, nguyên khí tiết ra ngoài, ngưng tụ thành nguyên khí tráo, đến nguyên huyền cảnh Tu Vi, giờ phút này Tô giật bực này nguyên khí tiết ra ngoài thủ đoạn, cũng đã có thể thôi động nguyên khí tiết ra ngoài, tại kim cương chi thể bên ngoài, lại nhiều một tầng phòng ngự, oanh, đối mặt u hư mang thiên báo đánh giết, tô giật không lùi mà tiến tới, nguyên khí lao nhanh, thân thể trên hơi thở trèo đến đỉnh phong, ánh sáng tràn ngập, huy quyền muốn nổ tung u hư mang thiên báo, đóng, u hư mang thiên báo một tiếng gầm nhẹ, ánh mắt khiếp người, bồn máu miệng rộng dần lên ánh sáng, không chỉ có khí thế đáng sợ, tốc độ cũng kinh người, lại là tránh đi tô giật một quyền, xoẹt thân thể giữa không trung ngắn mũi dừng lại, U Hư Mang Thiên Báo cũng có thể thân thể cấp tốc trẻ, sau đó móng vuốt như câu, sẽ hướng tô giật sau lưng, dạng này tốc độ cùng thế công, để thượng quan hệ vi cùng ba cái kia thiếu niên tự dưng đánh một cái lạnh run. Nàng hắn nhóm mới hiểu được đây mới là U Hư Mang Thiên Báo thực lực chân chính, ngay từ đầu đối mặt bọn hắn bốn người, cái này U Hư Mang Thiên Báo sợ là chơi tâm chưa phai mờ, căng vốn thì không hề sử dụng toàn lực, cẩn thận a. À giờ phút này nhìn u hư mang thiên báo động thật giận thực lực thường quan hệ vi cùng ba cái kia thiếu niên cũng là không khỏi vì tô giật nơm nớp lo sợ lên ngược lại là tô thiên tước đứng ở một bên cục đuôi nhiều hứng thú xem chừng lấy thần sắc vô cùng dễ dàng căn bản không có bất kỳ lo lắng nào giữa sân tốc độ cùng thế công tấn mãnh cảm giác được sau lưng nhất trảo tô giật cũng cảm thấy sớm có dự định dưới chân phù diêu bách biến bộ giống như ảo ảnh lại đột phá tiếp đến nguyên huyền cảnh nhị trọng trung kỳ giờ phút này tô giật thi triển phù diêu bách biến bộ đến tốc độ cũng càng là lại nhanh mấy phần tránh đi nhất trảo tô giật cùng lúc cũng lấy tay mà ra hóa quyền vì chưởng lại lần nữa chụp về phía u hư mang thiên báo một người một thú nhất thời không ngừng giao phong vô luận là tốc độ vẫn là lực đạo đều là nhanh chóng cùng mảnh phanh phanh không ngừng ở giữa một người một thú đụng chạm đụng nhau các loại thuộc tính nguyên khí khuấy động cùng mảnh kình phong bao phủ hắn cảm thấy người mang tứ trung thuộc tính làm sao còn sẽ mạnh như vậy? Có thiếu niên rung động, bình thường tới nói người mang thuộc tính càng nhiều, thiên tư thì càng nhận hạn chế, thế nhưng là trước mắt thiếu niên kia giống như đánh vỡ ván này hạn, giống như bọn hắn tuổi tác, lại là cường hãn đến mức này. U hư mang thiên báo không hổ là yêu tộc con non, cực kỳ cường hãn. Có thiếu niên cũng động dung, U hư mang thiên báo danh bất hư truyền, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều là mạnh thật không thể tin nếu là thật có thể thu phục cái này u hư mang thiên báo trở về sợ là tuyệt đối thắng định chỉ tiếc lấy thực lực bọn hắn lại là chỉ có thể không biết làm gì nếu không phải cái này kỳ lạ thiếu niên xuất hiện tương trợ giờ phút này bọn họ đã giữ nhiều lành ít đóng trong chốc lát đã giao thủ hơn mười chiêu u hư mang thiên báo đã càng đánh càng giận này nhân loại thiếu niên đã để nó mấy lần bị đau bị bị thương đóng giận gào thét toàn thân phát sáng ông ông U hư mang thiên báo trên thân màu đen lưỡi đao lân phiến cũng tận số hé ra, như là vô số ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, khí tức mãnh liệt, mang theo bốn phía như cuồng phong bao phủ, ánh sáng sóng lớn ba động, phóng tới tô giật, bực này thế công kinh người, khủng bố cùng cực, khiến người ta lạnh mình tim đập nhanh, tô giật cũng càng đánh càng tuôn, có một loại khó được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, nguyên khí trong cơ thể lao nhanh, trên nét mặt cũng phun lên một loại đặc biệt chiến ý, song đồng dày đặc nghiêm nghị nguyên khí trong cơ thể theo đặc thù kinh mạch vận chuyển, một cổ khí tức đột nhiên kéo lên tăng vọt, thất thương quyền. Trong lòng một tiếng gầm nhẹ, vẫn là không lùi mà tiến tới, tô giật vung tay lắc một cái, màu đen thổ thuộc tính nguyên khí phun trào, quyền đầu co rụt lại đẩy ở giữa, đối với trước mặt đột nhiên đối oanh mà ra, âm. Một người một bài, lại lần nữa tại đột nhiên đụng nhau, năng lượng trầm đục giống như sấm sét vang vọng mà ra, bốn phía các bay đá chạy, bụi đất khuấy động, đạp đạp cùng mảnh kình phong hà, tô giật cước bộ hướng, về, sau, liên tiếp gấp lùi lại mấy bước mới đứng vững thân thể, trên mặt cũng phát hiện ra một vòng nhàn nhạt tái nhật màu sắc, xì xì xì, u hư mang thiên báo to lớn thân thế, cơ hồ là trên mặt đất bị chấn động đánh mấy cái lăn cái này mới đứng vững đứng dậy. Mà giờ khắc này, cái này u hư mang thiên báo trên thân, đã có lân phiến vỡ vụn. Toàn thân vết thương chồng chất, vỡ vụn trên mặt có đỏ thẩm huyết dịch đang chảy, bồn máu miệng rộng một góc cũng chảy ra máu tươi u hư mang thiên báo bị thương nhìn bực này kết quả thượng quan hệ vi cùng ba người thiếu niên chấn động kinh ngạc liên tục thật không thể tin thiếu niên kia chỉ là nguyên huyền cảnh nhị trọng a à, thế mà đem một cái yêu huyền cảnh ngũ trọng u hư mang thiên báo con non cho kích thương thậm chí một mực là nhục thân chi lực không có sử dụng bất luận cái gì binh khí u hư mang thiên báo yêu tộc con non tốc độ cùng nhục thân cường độ không cần nói cũng biết là mang yêu thú bên trong tuyệt đối vương giả nói như vậy nguyên huyền cảnh ngũ trọng võ giả gặp cái này u hư mang thiên báo cũng chỉ có thể đầy đủ né tránh căn bản rất không có khả năng chống lại mà bây giờ cái kia kỳ dị thiếu niên lấy nguyên huyền cảnh nhị trọng tu vi vẫn là vẻn vẹn thân thể lực lượng thế mà liền đem u hư mang thiên báo kích thương chương một trăm chín mươi hai cường thế đánh bại cái kia thiếu niên này thân thể lại chính là đáng sợ đến bực nào cái này so với yêu tộc con non còn kinh khủng hơn a à? U hư mang thiên báo trầm thấp gào thét, trên thân rất nhiều lân phiến vỡ vụn rạn nứt, ở ngực cùng phần lưng, còn có vết thương, máu me đầm đìa, máu chảy dạt dào, nhìn rất lợi hại chật vật. U hư mang thiên báo, rất mạnh, tô giật giờ phút này cũng đụng phải một số vết thương nhỏ thế, chỉ là không rõ ràng, đầu vai cùng trên cánh tay, đều có nhỏ bé vết máu, kém một chút liền muốn phiền phức, chỉ là tại phù diêu bách biến bộ phía dưới mới hiểm hiểm tránh đi giờ phút này tô giật cũng là tại tán thưởng u hư mang thiên báo không hổ là yêu tộc con non cực kỳ cường hãn chính mình thế nhưng là không có bất kỳ cái gì giữ lại thế mà cũng chỉ là đem kích thương mà thôi nếu như giờ phút này có người biết tô giật như vậy tán thưởng sợ là muốn hung hăng vượt lên khinh thường không thể tô giật lấy nguyên huyền cảnh nhị trọng tu vi kích thương yêu huyền cảnh ngũ trọng u hư mang thiên báo còn khen u hư mang thiên báo mạnh đây rõ ràng là đánh mặt đi nếu như giờ phút này có người biết tô giật như vậy tán thưởng sợ là muốn hung hăng vượt lên khinh thường không thể tô giật lấy nguyên huyền cảnh nhị trọng tu vi kích thương yêu huyền cảnh ngũ trọng u hư mang thiên báo còn khen u hư mang thiên báo mạnh đây rõ ràng là đánh mặt đi có điều tô giật nói cũng là lời thật rất rõ ràng nếu không phải mình tu luyện thành hỗn nguyên yêu thể tầng thứ nhất kim cương chi thể dưới tình huống bình thường sợ là căn bản là không có cách chống lại cái này u hư mang thiên báo lúc này u hư mang thiên báo đồng dạng cực kỳ chấn động nội tâm chấn động kinh ngạc nó thế mà bây giờ bị một cái tu vi còn không có chính mình cường nhân loại cho kích thương cái này khiến nó không cho tin rỗng u hư mang thiên báo nộ hống nó tu vi cảnh giới so với kia nhân loại thiếu niên cao hơn vẫn là u hư mang thiên báo chi thể có thể giờ phút này thế mà bị thương này bằng với là bị ngược không chịu từ bỏ ý đồ cái này cũng không thể tha thứ rỗng rỗng nhân loại tiểu tử ngươi triệt để chọc giận ta, chết đi. U hư mang thiên báo thú nữ nộ hống, khí tức phun trào, chỉ hướng tô giật lại lần nữa đánh giết, muốn đem tô giật quanh sát xé nát, mới có thể tìm về thể diện. Nghiệt xúc phách lối, nghe u hư mang thiên báo thú nữ tiếng trống, tô giật ánh mắt trầm xuống, sông trong mắt, tia sáng chói mắt như là lôi điện lấp lóe chướng mắt, quần áo phần phật, sợi tóc màu đen phồng lên bay múa, khí thế tự dưng như là mang theo lôi đình chi nộ. Trong nháy mắt, tô giật quanh thân một cổ nguyên khí màu đen ầm vang dẫn động sau cùng hội tụ bên phải chân chỉ hướng u hư mang thiên báo đánh giết mà đến phương hướng bỗng nhiên một chân bước ra dưới mặt bàn chân một cổ nguyên khí toàn qua như là phong bạo bao phủ oanh làm một cước này rơi xuống khắp nơi rung động không khí tự dưng oanh minh từng vòng từng vòng màu đen thổ thuộc tính nguyên khí năng lượng từ tô giật dưới mặt bàn chân như là như gợn sóng quét sạch mà ra kèn két từng cái từng cái nơi cánh tay thô mặt đất vết nứt như là giống như mạng nhện tứ tán lan tràn, nham thạch vỡ nát, các bay đá chạy, nương theo lấy một cổ uy nghiêm bá đạo khí tức buông xuống, rống, giờ phút này không biết là sao, chính đánh giết mà ra u hư mang thiên báo ánh mắt trung động kịch, nhìn không được gào thét gầm nhẹ, lập tức một cổ lớn lao trùng kích lực đạo, nhất thời cùng tất cả lên, phốc, một đạo ẩn chứa đau đớn tiếng trên rỉ từ u hư mang thiên báo trong miệng truyền ra. To lớn bàn chân bốn phía mặt đất đang không ngừng rạn nứt ra vết nứt, cái này một cái chớp mắt u hư mang thiên báo chẳng biết tại sao thần sắc kịch biến hung đồng bên trong phun lên kinh hãi cái kia đáng sợ khí tức để nó ở sâu trong nội tâm tuôn ra đáng sợ cùng kính sợ muốn quỳ bái dạng này khí tức làm sao lại tại một cái nhân loại trên thân xuất hiện thật mạnh cách đó không xa đã lui sang một bên thượng quan hề vi cùng ba người thiếu niên bốn người cái kia chấn động kinh ngạc thần sắc lại lần nữa phát run dạng này uy năng lại là đến từ một cái nguyên huyền cảnh nhị trọng tu vi người, cái này quá bất khả tư nghị. Tô giật một chân rơi xuống, đây là bác hoang nộ bên trong chiêu thứ nhất, một chân trấn sơn hà. Bác hoang nộ, liền đến từ hỗn nguyên chí tôn công bên trong, thôi động phía dưới uy năng to lớn, nhưng muốn tiêu hao quá lớn. Nghiệt súc tiếp tục, tô giật tự biết bác hoang nộ đối mang yêu thú áp chế, uy năng cũng vốn là to lớn, giờ phút này đắc thế không buông tha, không có trì hoãn, bóng người trong nháy mắt lao thẳng tới u hư mang thiên báo oanh làm tô giật tới gần u hư mang thiên báo vung tay lắc một cái tay áo dài phồng lên năm ngón tay nắm chặt trên nắm tay ánh sáng đại tác phẩm một cổ đáng sợ nguyên khí lực lượng như là phun trào núi lửa nhất thời hung hăng oanh ra u u cái này một cái chớp mắt tại thượng quan hệ vi chờ run rẩy dưới ánh mắt tô giật ánh sáng đại tác phẩm quyền đầu làm rơi vào u hư mang thiên báo trên thân quyền đầu trong chốc lát giống như bành trướng nương theo lấy rõ ràng phong lôi chi thanh âm vang truyền ra uyển như tiếng sấm vang lên ầm ầm một quyền này bên trong cũng là mang theo một cổ như là bá vương giác tỉnh hoàng giả buông xuống cự đại uy áp khuếch tán ra dạng này uy áp để u hư mang thiên báo tim đập nhanh lành mình tim đập nhanh linh hồn phát trung, tự dưng nhận áp chế âm to lớn kình phong hình thành khí lãng như là như phong bạo trực tiếp tiêu xạ phốc phốc u hư mang thiên báo giờ phút này thân hình khổng lồ cũng trực tiếp bị lật tung bay ngược ra, cùng lúc trong miệng máu tươi như là mưa máu vung vải, phanh phanh, thanh thế to lớn, có mặt đất vết nứt trạng nứt, u hư mang thiên báo thân thể đập ầm ầm rơi, máu me đầm địa, bị tô giật một quyền oanh kích mảnh đất, đại diện tích lân phiến vỡ vụn, máu vết thương chảy dạt dào, vô cùng thê thảm, rỗng rỗng, u hư mang thiên báo phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, hung đồng đã bị kinh hải thay thế, dãy dụ lấy cũng không có hoàn toàn bò người lên. Thượng quan hệ vi cùng ba người thiếu niên, cũng triệt để ánh mắt kinh hãi mắt thấy giờ phút này bốn phía vậy còn đang khuếch tán ra kình phong lực lượng phong bạo cũng là có thể cảm giác được cái kia một cổ bá đạo sắc bén uy nghiêm bên trong lại lộ ra hủy diệt lực lượng đáng sợ khí tức dạng này uy năng khí tức hạ bốn cái trẻ tuổi thiếu niên thiếu nữ đều có thể cảm giác được chính mình nếu như gặp chờ thế công sợ là hoàn toàn không phải là đối thủ cái này kỳ dị thiếu niên khủng bố như thế không biết thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì làm sao lại xuất hiện ở chỗ này thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, cái này một mực là tô giật tính cách, suy, nhìn cái kia u hư mang thiên báo đã trọng thương, tô giật bóng người lại lần nữa lướt đi, trong nháy mắt đến trước người, vung tay lắc một cái, quyền đầu nắm chặt, liền muốn một quyền nổ tung hướng cái tráng mi tâm, đem oanh sát, chậm. Một tiếng giọng dịu dàng truyền đến, xuất từ thượng quan hề vi trong miệng, nhìn thiếu niên kia muốn oanh sát u hư mang thiên báo, thượng quan hề vi tại kinh hải bên trong lấy lại tinh thần, kinh hô ngăn cản tô giật quanh ra quyền đầu đã gần tại u hư mang thiên báo cái trán rất gần thu lực đã tới không kịp ánh mắt tối động một quyền lượng vòng sờ nhẹ u hư mang thiên báo lân phiến tới cùng lúc tô giật bóng người nhân cơ hội mà lên trực tiếp rơi vào u hư mang thiên báo trên lưng bóng người thẳng tắp mà đứng áo bào phần phật sợi tóc khẽ nhúc nhích sắc bén uy nghiêm tô giật nhìn thượng quan hề vi cái này mới nhìn rõ ràng thiếu nữ này mười chín hai mươi bộ dáng mái tóc màu đen nguyên bản kéo thành mỹ nhân búi tóc giờ phút này sợi tóc rối tung, hơi có vẻ chật vật, nhưng che giấu chẳng nhiều như như khay bạc khuôn mặt, rất là mỹ mạo. Chương 193, Ngươi ngốc, vẫn là ta khờ. Thiếu nữ một bộ vàng nhạt áo quần cứng cáp cổ áo mở rất thấp, trước ngực màu vàng nhạt gấm vóc cuốn ngực, phát họa ra đã cao ngất đường chân trời, eo nhỏ chân dài, tư thái thước tha, để tô giật không khỏi là nhìn nhiều hai mắt, thật mạnh a à. Ba người thiếu niên nhìn không được thì thào nói nhỏ, như thế một cái cùng bọn hắn tuổi tác tương tự thiếu niên, giờ phút này chân đạp u hư mang thiên báo, sợi tóc khẽ nhúc nhích, phía sau đao kiếm giao nhau, phiêu giật bên trong bằng thêm tư thế oai hùng, vừa mới thực lực, đã triệt để để bọn hắn rung động, đa tạ cứu giúp, ta gọi thượng quan hề vi, bọn họ đều là ta gia tộc đệ đệ, thượng quan ngọc, thượng quan diệp, thượng quan nham, không biết các hạ xưng hô như thế nào, đến từ phương nào, thượng quan hề vi mở miệng, nhất nhất giới thiệu thượng quan nham đám ba người mà mắt thấy trước mắt cái kia một thiếu niên thượng quan hề vi tiếng lòng nhìn không được bị cái gì lay động gương mặt không khỏi bò lên trên một chút ửng đỏ âm thầm nóng lên ta tại sao có thể như vậy hắn vẫn là một thiếu niên thượng quan hề vi không âm thầm cười khổ khẽ nói đó còn là một thiếu niên cùng thượng quan ngọc ngang tuổi mà thôi chính mình tại sao có thể có lấy như vậy phản ứng dịch túc các ngươi làm sao lại ở chỗ này tô giật không có nhiều nói mình đến từ đâu ngược lại là kỳ quái dạng này mấy cái cái trẻ tuổi thiếu nam thiếu nữ xuất hiện ở chỗ này phía trước đã nhanh đến mang yêu lâm đi bình thường cường giả cũng không dám tùy tiện tiến vào huống chi là cái này mấy người trẻ tuổi chẳng lẽ là có cường giả chỉ huy đến đây ma luyện a à? chúng ta liền ở tại không xa địa phương dịch túc huynh đệ ngươi là bên ngoài người tới sau thường quan nham mở miệng một bộ áo bó sát hạ dáng người khôi ngô thẳng tắp lộ ra một cỗ lực lượng nổ tung cảm giác bộ dáng lại là rất lợi hại tuấn lãng, mắt thấy tô giật, rất là nhiệt tình, ở ở chỗ này, ngược lại là nghe thượng quan nham lời nói, tô giật âm thầm biến sắc, rất là chấn động, bọn họ ở tại phụ cận, mang yêu lâm không phải mang yêu thú thiên đường à, không ít yêu tộc cường giả chiếm cứ, mang yêu thú cường giả như mây, là nhân loại cấm khu, tại sao có thể có người ở ở chỗ này, không thể nói lung tung. Thượng quan hề vi giống như cố kỵ cái gì, chỉ hướng thượng quan nham không lưu dấu vết nháy mắt, khuôn mặt tái nhật bên trên, cố nặng ra vẻ tươi cười, nói với tô giật, sư môn trưởng bối mang theo chúng ta ở phụ cận đây ma luyện một đoạn thời gian, ngươi cũng là cùng sư môn tới nơi đây ma luyện a à. Tô giật mắt thấy thượng quan hệ vi thần sắc, không khó biết sợ là tại ẩn giấu cái gì, cũng không có bao nhiêu hứng thú biết, Rỗng rỗng, u hư mang thiên báo dãy dùa lấy gầm nhẹ, trên thân còn tại máu chảy dạt dào. Giờ phút này tô giật trên thân chỉ là cổng phá kiếm, cũng đã là ngàn cân chi trọng, để khó có thể dãy dùa, cảm thấy muốn lật tung tô giật có thể trọng thương phía dưới khí tức suy yếu đã không cách nào làm được vì sao muốn lưu lại cái này u hư mang thiên báo tô giật cúi đầu nhìn xem dưới chân u hư mang thiên báo đối thượng quan hệ vi hỏi mấy người kia kém chút chết tại đây u hư mang thiên báo trong miệng giờ phút này chẳng biết tại sao nhưng lại muốn vì lưu lại u hư mang thiên báo nhất mệnh ngược lại để tô giật có chút hiếu kỳ thực không dám giấu dến chúng ta nhất định phải bắt một cái mang yêu thú trở về đây là sư môn trưởng bối bố trí nhiệm vụ thượng quan hề vi mắt thấy tô giật thần sắc thái độ rất lợi hại thành khẩn nói ra cái này u hư mang thiên báo là ngươi chỗ đánh bại cũng nhiều cảm ơn ngươi cứu giúp đại ân suốt đời khó quên chúng ta có thể cho ngươi một số thù lao còn hy vọng có thể lưu lại cái này u hư mang thiên báo cho chúng ta tô giật mắt thấy thượng quan hề vi mi đầu khẽ nhúc nhích hỏi các ngươi có thể cho ra cái gì thù lao lần này đi ra chúng ta cũng không mang thứ gì chỉ có thể xuất ra một cái thần phẩm sơ giai tầng thứ, hỏa nguyên đan, đối hỏa thuộc tính nguyên khí võ giả có tác dụng cực lớn, nguyên huyền cảnh chính tầng tu viên người phục dụng, đều biết có rất lớn hiệu quả. Thượng quan hệ vi khẽ cắn môi nói ra, hy vọng có thể đạt được cái này u hư mang thiên báo, tô giật chuyển mắt, mắt thấy thượng quan hệ vi một hồi, cười nhạt một tiếng, nói ra, thần phẩm sơ giai đang dược, liền muốn đổi u hư mang thiên báo ấu báo, đây chính là yêu tộc con non, là người ngốc vẫn là ta khờ, thần phẩm sơ giai đang dược, đã có giá trị không nhỏ. Tô giật cũng biết cái này hỏa nguyên đan, chuyên môn vì hỏa thuộc tính võ giả luyện chế, có thể tăng cường hỏa thuộc tính nguyên khí. Trên đời này, cùng loại với loại này đặc biệt nhằm vào một loại nào đó đơn độc thuộc tính luyện chế đang dược, cũng không ngừng hỏa nguyên đan một loại. Có điều tô giật cũng không ngốc, một cái hỏa nguyên đan, có thể xa xa không có cách nào cùng U Hư Mang Thiên Báo ấu báo so sánh. U Hư Mang Thiên Báo, đây chính là yêu tộc con non. U hư mang thiên báo huyết mạch tầng thứ, thế nhưng là so với sĩ thiên giao đến, cũng tuyệt đối sẽ không tướng kém bao nhiêu, nho nhỏ thần phẩm sơ giai đang dược, liền muốn đổi lấy u hư mang thiên báo, làm chúng ta không có thấy qua việc đời vẫn là ngốc a. À. Tô thiên tước chậm rãi cọ lên, ánh mắt nhàn nhạt trắng thượng quan hệ vi liếc một chút, lập tức cười hì hì hướng về phía tô giật nói ra, chúng ta vẫn là đem cái này mèo nhỏ nướng lên đi, khẳng định mùi vị không tệ, rống rống, nghe tô thiên tước lời nói một con gà lại để cho đồ nướng nó đến ăn, u hư mang thiên báo trong miệng hừ hừ trầm thấp gào thét, rất là nổi giận, có thể lại không cách nào tránh thoát tô vật trấn áp, trong lòng cũng còn rất lợi hại kiên kỵ đáng sợ. thượng quan hệ vi đại mi tối nhăn, nàng cũng biết một cái thần phẩm cấp thấp đang dược, xác thực là xa xa không cách nào cùng một cái u hư mang thiên báo ấu báo giá trị so sánh. thế nhưng là giờ phút này, trên người nàng xác thực cũng không bỏ ra nổi càng đáng tiền đồ vật đi ra, huống chi u hư mang thiên báo ấu báo, cũng không phải bình thường độ, vật đủ khả năng so sánh. Nhưng nàng thật cần cái này u hư mang thiên báo, bằng không lời nói, toàn bộ thôn làng đều muốn hậu quả đáng lo. Lần này, toàn bộ thôn làng hy vọng đều rơi vào trên người các nàng. Tô giật không để ý đến tô thiên tước, mắt thấy thượng quan hề vi, nói, nếu như các ngươi có không sai biệt lắm giá trị bảo vật, ta ngược lại là có thể đem cái này u hư mang thiên báo giao cho các ngươi. Nếu không, vậy liền không bàn nữa tùy tiện đem một cái u hư mang thiên báo giao cho người khác, tô giật cũng không ngốc, cái này chờ giá trị liên thành. Trên người chúng ta thật không bỏ ra nổi nó đồ, vật đến, bằng không lời nói, trên người chúng ta còn có một số vụn vặt đang dược và dược tại, có thể cùng nhau giao cho ngươi. Thường, quan hệ vi nói ra, nàng thật cần cái này u hư mang thiên báo, tính toán, u hư mang thiên báo là ta, các ngươi tự tiện, tô giật không có hứng thú gì, tùy tiện gấp vụn vặt đang dược và dược tại, chắc hẳn cũng không có bao nhiêu giá trị căn bản là không có cách cùng u hư mang thiên báo so sánh lời nói rơi xuống tôi giật quanh thân ánh sáng phun trào dưới mặt bàn chân cự lực tuôn ra hung hăng rơi vào u hư mang thiên báo trên lưng rỗng u hư mang thiên báo vốn là bị bại ép không cách nào giãy dụa, giờ phút này cự lực áp chế xuống thân thể lại lần nữa phủ phục mấy phần phát ra không cam lòng gầm nhẹ thần phục cùng ta nếu không thì chết tôi giật thanh âm trầm thấp hỏi ngược lại là cảm thấy vừa mới có chút lỗ mãn. Một cái u hư mang thiên báo ấu báo, so với sĩ thiên giao huyết mạch cũng chênh lệch không nhiều lắm, vừa mới nếu như đánh giết, đây chính là giá trị cực lớn ngã. Nếu như có thể thu phục cái này u hư mang thiên báo, nuôi lớn lên, đến lúc đó có thể chẳng khác nào là bên cạnh mình có một cái chuẩn yêu tộc cường giả. Chương 194, Cơ Duyên Lớn Rống rống, ta u hư mang thiên báo, yêu tộc vương giả, làm sao lại thần phục nhân loại, ngươi dám giết ta, U Hư Mang Thiên Báo nhất tộc đều muốn sẽ không bỏ qua ngươi. U Hư Mang Thiên Báo gầm nhẹ, thú ngữ đáp lại, thân là mang yêu thú vương giả, tự có bẩm sinh ngạo khí, thần phục một cái nhân loại, cái kia chính là nhục nhã, so với giết nó còn khó chịu hơn. Oanh, tô giật mục đích chìm, bên trong thân thể hỗn nguyên chí tôn công vận chuyển, một cổ bá đạo uy nghiêm khí tức từ trong cơ thể nộ bao phủ mà ra. Đóng, U Hư Mang Thiên Báo gầm nhẹ, này khí tức phía dưới để nó sâu trong linh hồn tại kích động, máu trong cơ thể sôi trào, nhìn không được muốn phủ phục quỳ bái. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, thần phục vẫn là muốn chết. Tô giật trầm giọng hỏi, nếu là có thể thuận lợi lưu lại cái này u hư mang thiên báo ấu báo, ngược lại là cũng không tệ, chẳng khác gì là bên người thêm một cái chính xác mang yêu thú cường giả. Rống rống, chủ nhân, ta nguyện ý thần phục, u hư mang thiên báo thú ngữ quá khẽ, vậy khí tức bại ép, để nó không có lựa chọn nào khác không thể phản kháng nghe vậy tô giật thu hồi hỗn nguyên chí tôn công một vòng ý cười đường công phát họa từ u hư mang thiên báo trên lưng nhảy xuống đóng u hư mang thiên báo như gỡ gánh nặng rốt cục dãy dội lấy đứng dậy u hư mang thiên báo đứng sau lưng tô giật hung đồng bên trong hung quan đã kinh biến đến mức dịu dàng ngoan ngoãn ánh mắt tuy nhiên còn có chút kiệt ngao bất thuần thế nhưng kính sợ nhìn lấy trước mắt một màn thượng quan hề vi thượng quan nham vơ vơ là âm thầm nghẹn họng nhìn trân trối, thật không thể tin, U Hư Mang Thiên Báo thế mà giống như thần phục. Ai, không kịp ăn thịt nướng, Tô Thiên Tước một mặt thất vọng, cái này U Hư Mang Thiên Báo thế mà thần phục, cái kia cũng sẽ không thể đầy đủ nướng cháy ăn. Chúng ta đi, Tô giật quay người rời đi, không có ý định cùng cái này thượng quan hề vi chờ nhiều liên lụy, miễn cho trêu chọc đến cái gì cường giả. U Hư Mang Thiên Báo chật vật đi theo phía sau, trên thân còn máu me đầm đìa, bộ dáng rất là thê thảm. Các hạ chỉ cần đem u hư mang thiên báo lưu lại ngươi mở điều kiện như thế nào chúng ta thật cần cái này u hư mang thiên báo nhìn thấy tô giật thật đi thượng quan hệ vi thần sắc tối đen lập tức giữ lại tô giật cũng không quay đầu lại hướng về sau phất phất tay đã thu phục cái này u hư mang thiên báo hiện tại cho dù là cầm bảo vật đến trao đổi cũng là không thể nào đem u hư mang thiên báo giao cho nàng hán nhóm các hạ dừng bước chúng ta chỉ cần mượn dùng một chút cái này u hư mang thiên báo đến lúc đó các hạ đem có thể có được một lần cơ duyên lớn, thường nhân cầu còn không được, nhìn thấy tô giật thật mang theo u hư mang thiên báo đi xa, thường quan hệ vi hàm răng cắn chặt môi đỏ, do dự một chút, tại sao lưng mở miệng hô, cơ duyên lớn, tô giật cướp bộ đình trệ, hơi hơi lát nữa, hỏi, chỉ là mượn dùng một chút u hư mang thiên báo, không tệ, chỉ là mượn dùng mà thôi. Thượng quan hệ vi gật đầu, trong đôi mắt lộ ra hy vọng, như lời ngươi nói cơ duyên, tốt nhất có thể cảm động ta tô vật nói ra cái gọi là cơ duyên lớn xác thực là có chút hấp dẫn tô vật đang cố gắng tu luyện đột phá nếu là có thể đạt được cơ duyên lớn cái kia đủ để có thể làm ít công to dạng này dụ hoặc tô vật vô pháp cự tuyệt thượng quan hề vi âm thầm khẽ cắn môi nói ra nếu như có thể mượn dụng u hư mang thiên báo đến lúc đó ngươi đem đạt được một lần tăng cường thực lực cơ hội quan trọng hơn là nói đến chỗ này thượng quan hệ vi không khỏi là ánh mắt bên trong có lấy ánh sáng lấp lóe dừng lại một cái chớp mắt sau đó âm điệu cũng sách cao một chút nhìn qua tô giật, nói ra quan trọng hơn còn có thể có được một loại linh hồn lực lượng đến thối luyện chính mình linh hồn lực lượng thối luyện linh hồn lực lượng tô giật âm thầm rung động phải biết vô luận là luyện đan sư luyện khí sư vẫn là ngự hồn sư muốn tăng cường linh hồn lực lượng cũng khó khăn huống chi là bình thường võ giả linh hồn lực lượng hạn gì khó có thể tăng cường nếu là có lấy tăng cường linh hồn biện pháp đủ để cho người điên cuồng đi tranh đoạt đối với tô giật tự thân mà nói có thể có được một loại linh hồn lực lượng thối luyện chính mình linh hồn cái này không thể nghi ngờ chẳng khác gì là thiên nguyên yêu hồn điều kiện tất yếu hổn nguyên yêu thể tầng thứ hai nguyên yêu hồn chính là muốn hấp thu các loại linh hồn lấy hổn nguyên chí tôn công luyện hóa lớn mạnh thối luyện linh hồn mang theo chúng sinh chi hồn lớn mạnh chính mình chi hồn đây chính là thiên nguyên yêu hồn tu luyện phương thức, có lẽ có thể dùng tới tu luyện thiên nguyên yêu hồn. Tô Vật trong lòng trầm tư, có thể có được một loại linh hồn lực lượng đến thối luyện chính mình linh hồn, cái này chính mình có lẽ có thể dùng tới tu luyện thiên nguyên yêu hồn. Theo thiên nguyên yêu hồn lần trước tu luyện, Tô Vật có thể rõ ràng cảm giác được, cái này đối với mình ngự hồn sư phía trên cũng có được chỗ tốt to lớn, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng Tô Vật đang do dự, muốn biết tình huống cụ thể, đối thượng quan hệ vi hỏi ta cần phải biết tình huống cặn kẽ đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra các ngươi vì sao muốn u hư mang thiên báo dùng một lát nói rất dài dòng ngươi có thể đi theo ta cùng một chỗ về thôn trên đường lại kỹ càng nói cho ngươi thượng quan hề vi nói ra hề vi tỷ ngươi thật muốn dẫn hắn về thôn a nghe được thượng quan hề vi lời nói thượng quan diệp thượng quan ngọc thượng quan nham ba người đều có chút kinh ngạc trong thôn thế nhưng là còn chưa từng có ngoại nhân đi vào qua a ta tự có chừng mực hết thảy ta sẽ cùng nãi nãi giải thích rõ ràng thượng quan hề vi hạ giọng đối thượng quan nham chờ nói ra hồi thôn các ngươi ở ở phụ cận đây a à? tô giật rất khiếp sợ những người này quả nhiên thì ở ở phụ cận đây đây chính là mang yêu đại hạp cốc cùng mang yêu lâm giao hội địa phương a à? thế mà thật còn ở nhân loại nghiêm ngặt nói đến chúng ta ở tại mang yêu lâm bên trong chỉ là chỗ kia ngăn cách ngoại nhân căn bản không biết được thượng quan hề vi nhìn ra tô giật trong mắt do dự cùng lo lắng tiếp tục nói yên tâm đi ngươi theo ta trở về sẽ rất an toàn ta có thể dùng cam đoan trên đường ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy rất thần bí bộ dáng nên đi hay không tô thiên tước ngang cái đầu đối tô giật hỏi đi tô giật khẽ cắn môi cái này mặc dù có chút mạo hiểm có điều đối mặt có thể tu luyện thiên nguyên yêu hồn dụ hoặc cái này hiểm lại là đáng giá một bốc lên ăn vào đang dược lập tức tô giật hướng u hư mang thiên báo trong miệng nhét vào một viên thuốc trợ u hư mang thiên báo liệu thương một khi có chuyện gì cũng có thể nhiều một phần lực một lát sau tô giật tô thiên tước mang theo u hư mang thiên báo đi theo thượng quan hệ vi rời đi trên đường đi từ thượng quan hệ vi thượng quan nham chờ trong miệng tô giật biết được đại khái tình huống lại là trong lòng chấn động kinh ngạc vô cùng nguyên lai like tại đây mang yêu lâm bên trong không chỉ có là có người ở lại hơn nữa còn có rất nhiều người ở lại những người này giống như đời đời cư trú ở này khắp thời gian dài hạ dần dần hình thành một cái thôn làng cùng hai cái bộ lạc, phân biệt gọi là Linh Cổ Thôn, Mang Hùng Bộ Lạc, Liệp Hổ Bộ Lạc, Linh Cổ Thôn, Mang Hùng Bộ Lạc, Liệp Hổ Bộ Lạc, một mực sống ở cái kia ngăn cách thế ngoại đào nguyên, trời sinh thượng võ, cách sống lấy nữ dệt nam săn làm chủ, hoàn toàn tự cung tự cấp, hai cái bộ lạc cùng thôn tử bên trong, cũng thường xuyên có đồ dùng sinh hoạt trao đổi. Chương 195, Vào Thôn Có điều cái này nhìn như hòa thuận phía sau, lại là cũng ẩn giấu đi to lớn cạnh tranh, thế ngoại đào nguyên bên trong, có một chỗ bảo địa, ở bên trong có thể tăng cường thực lực, thối luyện linh hồn, người nào nếu là có thể thu hoạch được loại cơ duyên này, về sau nhất định so với cùng thế hệ mạnh hơn nhiều, dựa theo từ xưa đến nay linh cổ thôn cùng mang hùng bộ lạc, liệp hổ bộ lạc ở giữa truyền thống, cách mỗi 10 năm 20 tuổi phía dưới hậu bối đem muốn tỷ thí ba trận, lấy cuối cùng chiến thắng cục nhiều nhất, đến quyết định trưởng quản cái kia bảo bối địa quyền lợi. Người nào chưởng quản cái kia bảo địa, liền có thể đem hậu bối đưa vào đi thối luyện. Thời gian lâu hạ, đến lúc đó những thứ này hậu bối đem vượt qua cùng thế hệ, bực này chỗ tốt không thể coi thường, quan hệ to lớn. Mà cổ linh thôn, cũng chính là thượng quan hệ vi chỗ thôn làng, tại ba mươi năm trước bên trong đều đã không có chút nào thu hoạch, liên tục ba lần thất bại. Lần này, nếu là cổ linh thôn còn không có cách nào thắng được hai bộ một thôn tỷ thí, cái kia bảo địa tự nhiên muốn rơi vào hai cái bộ lạc ở giữa bên trong. Muốn là liên tục 40 năm không cách nào tiến vào bảo địa đạt được chỗ tốt, đối với cổ linh thôn người trẻ tuổi tới nói, đã kích quá lớn, thế tất đen càng ngày càng lạc hậu hơn mang hùng bộ lạc cùng liệp hổ bộ lạc, mang hùng bộ lạc cùng liệp hổ bộ lạc người hội càng ngày càng mạnh. Này lên kia xuống, kế tiếp 10 năm về sau tỷ thí, cổ linh thôn muốn chiến thắng, đem càng thêm gian khổ. Tỷ thí chia làm 3 trận, 3 cục hai thắng, ván đầu tiên, lấy tiền về thu phục mang yêu thú tu vi tầng thứ phân thắng thua. Ván thứ hai, lấy tiền về thu phục yêu thú quyết đấu kết quả vì thắng bại. Ván thứ ba, thì là lấy hai bộ rơi cùng cổ linh thôn thế hệ trẻ tuổi trực tiếp quyết đấu kết quả vì thắng bại, nhìn cái nào bộ lạc chiến thắng cục nhiều nhất vì thắng, người thắng có thể đạt được cái kia bảo địa 10 năm trưởng khống quyền. Nếu như cổ linh thôn cùng liệt hổ bộ lạc, mang hùng bộ lạc đều có thể chiến thắng một ván, cái kia sau cùng đem thêm một ván trước quyết đấu, có thể mang theo mang yêu thú đồng loạt ra tay, người thú phối hợp, sau cùng chiến thắng chính là sau cùng bên thắng. Thượng quan hề vi mở miệng, thông báo tô giật tình huống, không có bao nhiêu dấu diếm. Ngươi ý là, mượn dùng u hư mang thiên báo, vòng thứ hai còn muốn u hư mang thiên báo xuất thủ. Tô giật nhíu mày, u hư mang thiên báo thế nhưng là bị chính mình trọng thương không cạn, vết thương chồng chất, thời gian ngắn sợ là khó khôi phục đến đỉnh phong. Không tệ, thượng quan nham gật đầu, khôi ngô thân thể giống như tiểu mang thú, tuấn lãng trên khuôn mặt lộ ra ý cười, trên đường đi cùng thượng quan dịp thượng quan ngọc đối tô giật đều rất nhiệt tình thượng quan nham tiếp tục nói với tô giật có điều dịch túc huynh đệ đại khái có thể yên tâm lấy cái này u hư mang thiên báo thực lực chiến thắng máy sẽ có hơn chín thành tỷ lệ lấy mang hùng bộ lạc cùng liệt hổ bộ lạc người thực lực muốn thu phục u hư mang thiên báo dạng này mang yêu thú cũng tuyệt đối khó khăn dạng này a à, tô giật có chút bận tâm chủ yếu là u hư mang thiên báo thương thế quá nặng không cần lo lắng vòng thứ hai có bảy ngày thời gian chuẩn bị trong bảy ngày này chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cho u hư mang thiên báo liệu thương huống chi mang hùng bộ lạc cùng liệp hổ bộ lạc muốn thu phục yêu thú cũng khẳng định có lấy một phen ác chiến bọn họ mang yêu thú cũng khẳng định sẽ có thương thế thượng quan hệ vi giải thích hy vọng tô giật yên tâm có dạng này một cái yêu huyền cảnh ngũ trọng u hư mang thiên báo cổ linh thôn lần này chiến thắng cơ hội cực lớn các ngươi thôn kia có cái gì tốt linh dược cùng đang dược cái gì đều lấy ra đây chỉ có u hư mang thiên báo mới có thể khôi phục nhanh a à. Tô Thiên Tước đã sớm nhảy đến U Hư Mang Thiên Báo trên lưng, lười nhát bước đi, ánh mắt chờ mong nhìn qua Thượng Quan Hề Vi. Nói là muốn cho U Hư Mang Thiên Báo liệu thương, chỉ là nhớ tới linh dược đang dược, Tô Thiên Tước chính mình lại là nước bọt cũng nhanh chảy ra. Đến lúc đó trong thôn trưởng bối khẳng định sẽ có sắp xếp, Thượng Quan Hề Vi thỉnh thoảng đánh giá cái này gà trọc lông, rất là kỳ quái, giống rất là hiếu kỳ lai lịch. Ngược lại là U Hư Mang Thiên Báo, một mực trung thực đi theo sau lưng Tô Dật, vốn là không muốn tô thiên tước đứng tại trên lưng nó nhưng tự dưng ở giữa cảm thấy cũng bị áp chế không cách nào phản kháng rất nhanh mặt trời xuống núi hồng hà che trời thượng quan hề vi nhìn phía chân trời sắc nói phía trước thì là chân chính mang yêu lâm chúng ta nghỉ ngơi một đêm trời sáng lúc này hẳn là cũng có thể trở lại trong thôn thượng quan hề vi nói ra được tô giật không có ý kiến vừa vặn có thể để u hư mang thiên báo nhiều liệu thương một hồi thu xếp tốt u hư mang thiên báo lại cái kia trừ không ít liệu thương đang dược để u hư mang thiên báo ăn vào nếu là có điểm thịt nướng ăn liền tốt tô thiên tước nói thầm lấy một bức muốn chết không muốn sống biểu lộ đêm như nước chảy ánh trăng yên tĩnh chảy nước tại dãy núi cùng rừng rậm đại thụ che trời phía trên lại như che đậy lụa mỏng sương mù tối nay mặc dù là trăng tròn trên bầu trời nhưng lại có một tầng nhàn nhạt vân ánh trăng ngăn cách kẻ cây chiếu xéo tại chỗ cao mọc thành bụi bụi cây cùng trong rừng rậm thấu phía dưới so le pha tạp quan ảnh tô giật ngồi xếp bằng trong lòng suy nghĩ một ít chuyện mặc dù quá khứ cái kia cổ linh thôn có lẽ có ít mạo hiểm nhưng vì thiên nguyên yêu hồn tu luyện cái này hiểm cũng đáng được một bốc lên nhìn cái này thượng quan hề vi chờ ngược lại là đều có chút chân thành tô giật xem chừng cần phải cũng không trở thành là đầm rồng hang hổ mà đối với dạng này một cái thần bí thôn làng cùng bộ lạc tô giật cũng rất là tò mò theo thượng quan hề vi cùng thượng quan nhằm ngang trên hơi thở và khí chất phía trên nhìn lấy tuổi tác nhưng đều đến nguyên huyền cảnh so sánh thánh sơn cùng thái hành tông đệ tử bực này thiên tư thiên phú sợ là cũng tuyệt đối rất mạnh một cái thần bí thế ngoại đào nguyên đời đời ở tại mang yêu lâm lại là có dạng này một đám tuổi trẻ hậu bối sợ là đủ để chứng minh cái kia cổ linh thôn mang hùng bộ lạc liệp hổ bộ lạc cũng sẽ không đơn giản đi một lát sau tôi giật hai con ngươi khép hờ thủ ấn ngưng kết bắt đầu thổ nạp điều tức, đêm lạnh như nước, thượng quan hề viên ngồi xếp bằng, ánh mắt không lưu dấu vết rơi vào cách đó không xa cái kia một đạo đao kiếm giao nhau thẳng tắp bóng lưng trên thân, con người khẽ nhúc nhích, có một chút ánh sáng tại trong màn đêm phá lệ lóe sáng, lập tức cũng nhắm mắt thổ nạp. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, một ngày sáng sớm, một đoàn người thu thập một phen về sau, tiếp tục tiến lên, giống như có thượng quan hề vi chờ dẫn đường. Dọc theo con đường này tô giật không có gặp được cái gì mang yêu thú, mà hành lang đường cũng là cực kỳ bí ẩn cùng gập ghềnh từ thượng quan hệ vi cùng thượng quan nham chờ trong miệng tôi giật biết được cổ linh thôn cùng mang hùng bộ lạc liệp hổ bộ lạc chỗ địa phương rất lợi hại bí ẩn trăm ngàn năm qua cảm thấy chưa bao giờ có người ngoài từng tiến vào buổi trưa trời nắng chan chan làm sao còn chưa tới a à? tô thiên tước nhiên dựa vào u hư mang thiên báo trên lưng được không nhàn nhã tự đắc đã không xa thượng quan nham nói ra đối với dạng này một cái biết nói chuyện gà một mực rất là hiếu kỳ. Ngược lại là hai ngày này ở chung bên trong, thượng quan nham đám ba người cùng tô giật ngược lại là quen biết rất nhiều, rất là nhiệt tình, hỏi thăm tô giật không ít bên ngoài sự việc, giống như với bên ngoài rất ngạc nhiên. Chậm, đột nhiên, tô giật ngừng bước, mắt thấy bốn phía dãy núi hạp cốc ở giữa chậm chậm đánh giá. Đây chính là mang yêu lâm phạm vi, tô giật một mực lòng cảnh giác không có chút nào thư giãn, cảm giác được chung quanh dị thường. Chương 196, Mang Hùng Bộ Lạc theo tô giật lời nói rơi xuống thượng quan hề vi thượng quan nham cũng nhất thời ngưng thần nhìn hướng bốn phía ha ha không nghĩ quả là bị các ngươi tìm tới một cái mang yêu thú có tiếng cười to truyền ra theo từ phía trước nham thạch to lớn phía sau có ba cái mang yêu thú tọa kỵ đi ra ba cái cao chừng một trượng trâu thú trưởng giả một sừng toàn thân thật dày da lông giống như kén thịt tràn ngập ánh sáng song đồng như đồng linh hô hấp ở giữa lỗ mũi dân lên sương trắng đây là một loại gọi là độc giác mang ngưu mang yêu thú tần thứ đã coi như là không kém mang yêu thú nhưng tính cách so với bình thường mang yêu thú đến phải ôn hòa không ít tô giật khiêu mi ba cái độc giác mang ngưu trên thân hết thảy ngồi năm người thiếu niên hai bên hai cái độc giác mang ngưu trên thân mỗi người ngồi hai cái tráng kiện thiếu niên bốn người thiếu niên tuổi tác đều là mười sáu mười bảy tuổi bộ dáng cùng thượng quan nham chờ cảm thấy lực lớn hơn một chút trung gian độc giác mang ngưu trên lưng ngồi một mình lấy một thiếu niên cảm thấy cùng thượng quan hệ vi tuổi tác không sai biệt lắm thân hình cũng càng vì tráng kiện thiếu niên này lưng hùng vai gấu một bộ áo bó sát hạ rộng lớn bả vai bắp thịt hở ra giống như là muốn đem quần áo nứt vỡ tráng rộng mặt to ánh mắt sáng ngời a à, giống như u hư mang thiên báo năm người thiếu niên xuất hiện lập tức khi ánh mắt rơi vào u hư mang thiên báo trên thân thời điểm làm biến sắc hùng liệt các ngươi muốn làm gì thượng quan nham mắt thấy đột nhiên xuất hiện cái kia năm người thiếu niên âm thầm biến sắc lấy dũng khí mở miệng lớn tiếng hỏi đây là mang hùng bộ lạc người trung gian cái kia là hùng liệt lần này cùng chúng ta đọ sức đối thủ mạnh mẽ một trong thực lực không yếu sợ là kẻ đến không thiện thượng quan hệ vi tại tô giật thân thể nói nhỏ nhẹ nói nói tô giật theo thượng quan hệ vi lời nói ánh mắt rơi vào đầu lĩnh kia thiếu niên hùng liệt trên thân mười tám mười chín tuổi bộ dáng tráng kiện như gấu vừa nhìn liền biết là loại kia thân thể cực kỳ cường hãn đối thủ thượng quan nham ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện hùng liệt dạng chân độc giác mang ngưu không có nhiều để ý tới thượng quan nham mà chính là trực tiếp nhìn hướng thượng quan hề vi cái này hùng liệt ánh mắt cũng âm thầm rất là tò mò dò xét tô giật liếc một chút lập tức hướng về phía thượng quan hề vi cười nhạt một tiếng nói ra vận khí không tệ a à. thế mà đạt được một cái u hư mang thiên báo ấu báo là chính các ngươi giao ra vẫn là muốn chúng ta động thủ. Hùng liệt, ngươi là muốn động thủ đoạt sao? Thượng quan hề vi mềm mại khuôn mặt biến sắc, hai ngày một đêm, ăn vào liệu thương đang dược, ngược lại là khôi phục không ít, trong tay hai thanh loan đào đã gấp nắm trong tay, sợi tóc khẽ nhúc nhích, kẻ đến không thiện, chuẩn bị sẵn sàng. Xoe, thượng quan nham, thượng quan diệt, thượng quan ngọc ba người bảo kiếm ra khỏi vỏ, bốn người súng lại cùng một chỗ, khí tức nhàn nhạt phun trào, để mắt tới hùng liệt bốn người. Ha 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 mắt thấy thượng quan hệ vi bốn người hùng liệt chờ lại là cười ha ha không thôi không kiên nể gì cả giống là căn bản cũng không có đem thượng quan hệ vi bốn người để ở trong mắt chỉ mấy người các ngươi căn bản không phải đối thủ chỉ cần cái này u hư mang thiên báo còn không có trở về cái kia không coi là là các ngươi tìm về đi hùng liệt mắt thấy thượng quan hệ vi trong mắt một vòng nhàn nhạt cười lạnh tuôn ra nói thượng quan hệ vi xem ở gấu chiến đại ca thích ngươi phân thượng ngươi sợ là sớm mùng muốn trở thành chị dâu ta, thức thời một chút, chủ động giao ra cái này u hư mang thiên báo, ta có thể buông tha các ngươi lần này, bằng không lời nói, ngày hôm nay không ngại cho các ngươi ăn chút khổ sở, các ngươi cũng không cần đến lưu đến ván thứ ba, hy vọng các ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hùng liệt, ngươi có ý tứ gì, ngươi đây rõ ràng là ăn cướp trắng trận, có xấu hổ hay không, hề vi tỷ cũng căn bản chướng mắt hùng chiến. Thượng quan Ngọc bất mãn, mặt mũi tràn đầy tức giận, thượng quan ngọc, ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện, gấu chiến đại ca coi trọng ngươi nhóm linh cổ thôn nữ nhân, đó là các ngươi linh cổ thôn phúc khí, bò, ò, à. hùng liệt lời nói rơi xuống, nhất tay run một cái, dưới hông độc giác mang ngưu nhất thời ngẩng đầu trầm thấp gào thét, một cái cự vó hướng thẳng đến thượng quan ngọc dẫm đạp mà xuống, cường thế mà bá đạo, không đem thượng quan ngọc để ở trong mắt, ta chả lẽ lại sợ ngươi, thượng quan ngọc giận, người trẻ tuổi đều có huyết tính, nguyên khí bạo dũng tiết ra ngoài, bảo kiếm trong tay phát sáng, kiếm mang tràn ngập, chỉ hướng độc giác mang ngưu mãnh liệt đâm mà đi, khen, bỗng dưng, một mũi tên nhọn mang theo bén nhọn âm thanh xé gió, trong nháy mắt đụng nhau tại thượng quan ngọc bảo kiếm trong tay bên trên, ánh vàng đụng nhau, hỏa quan vẫy ra, đạp đạp, cự lực trùng kích vào, thượng quan ngọc bảo kiếm trong tay bị đánh rơi, thân thể cũng lão đảo rung lên, không biết tự lượng sức mình, nhàn nhạt quát lạnh, có người bật cười là hùng liệt sau lưng một thiếu niên xuất thủ, khí tức cường đại, trong tay căng dây cung mà thả, bắn ra một tiễn, cẩn thận, thượng quan hề vi khẽ kêu, bóng hình xinh đẹp như điện, đem thượng quan ngọc đẩy ra, oanh. Độc giác mang ngưu to lớn một chân rơi xuống, khắp nơi sơn cốc, đá vụn kích xạ, bụi đất tung bay, lối ra mặt đất trạng nước, giống như như địa chấn, tốt tại thượng quan ngọc bị thượng quan hề vi đẩy ra, bằng không dạng này một chân xuống tới, sợ là không chết cũng muốn bị giẫm thành trọng thương giao ra u hư mang thiên báo nếu không lần tiếp theo thì sẽ không như thế may mắn hùng liệt mắt thấy thượng quan hề vi nhàn nhạt mà cười hết thảy đều ở hắn trong khống chế lần này bọn họ ở chỗ này chờ cũng mười phần chắc chính ngươi mơ tưởng thượng quan hề vi mềm mại khuôn mặt mát lạnh trong mắt toát ra hàng quan loan đào trong tay phát ra rung động vang cùng bọn hắn liều thượng quan nham thượng quan diệp rất lợi hại phẫn nộ muốn ra sức liều mạng U Hư Mang Thiên Báo khẳng định không thể rơi vào mang hùng bộ lạc trong tay. Các ngươi đừng quên, U Hư Mang Thiên Báo thế nhưng là ta, đúng lúc này, Tô Giật mở miệng, ánh mắt tại cái kia hùng liệt mấy cái trên người thiếu niên đánh giá. Vốn là đây là linh cổ thôn cùng mang hùng bộ lạc sự việc, có điều hai ngày này Tô Giật đối với Thượng Quan Ngọc chờ ngược lại là cũng có một chút cảm tình, chỉ ít từ hiện tại thấy đến xem, cái này mang hùng bộ lạc thật đúng là đầy đủ bá đạo. Mặt khác, cái này mang hùng bộ lạc muốn cướp, thế nhưng là tô vật u hư mang thiên báo cái này khiến tô vật tự nhiên trong lòng không vui nghe tô vật thăm thẳm lời nói vốn là hết sức căng thẳng căng cứng bầu không khí nhất thời trở nên có chút đặc biệt lên mang hùng bộ lạc mấy tên thiếu niên kia cũng nhất thời nhìn hướng tô vật mà đi hiếu kỳ đánh giá tô vật cái này mang hùng bộ lạc năm người thiếu niên ngay từ đầu tuy nhiên cũng chú ý tới tô vật nhưng không có nhiều chú ý giờ phút này mới chính thức bắt đầu ngắm nghía ngươi là ai Hùng liệt mắt thấy tô giật, rất ngạc nhiên, cảm thấy cũng không có tại linh cổ thôn gặp qua dạng này một thiếu niên, nhìn như gầy gò bóng người, lại là tự dưng ở giữa cho hắn một loại cực kỳ trùng kích lực cảm giác, âm thầm có chút đề phòng, dịch túc, cái này u hư mang thiên báo chủ nhân. Tô giật từ tốn nói, dịch túc, ngươi không phải linh cổ thôn người, nghe vậy, hùng liệt nhíu mày, linh cổ thôn người không có họ dịch, không phải linh cổ thôn người, chẳng cách mình chưa từng gặp qua, không phải. Tô giật từ tốn nói, chương 197, là các ngươi khiêu khích ta. Thượng quan hề vi, các ngươi linh cổ thôn người lại dám mang ngoại nhân trở về a à? hùng liệt nhíu mày, khuôn mặt tối thay đổi, bọn họ đời đời chỗ nơi ở phương, chưa bao giờ có người ngoại đặt chân qua, tổ huấn bên trong có nói không thể mang ngoại nhân đi vào sao? Thượng quan hề vi hỏi, cái này, hùng liệt nghẹn lời, tuy nhiên một thôn hai bộ đều không cho phép mang ngoại nhân tiến vào, nhưng đây chỉ là chính bất thành văn quy định, cũng không có viết tại tổ huấn bên trên cái này u hư mang thiên báo là ngươi hùng liệt sau lưng một thiếu niên nhìn tô giật hỏi không tệ là ta tô giật gật đầu vậy liền dễ làm cái này u hư mang thiên báo chúng ta muốn ngươi có thể đi thiếu niên kia mặc dù có chút kỳ quái tô giật bên người tại sao có thể có lấy một cái u hư mang thiên báo ấu báo đây chính là yêu tộc con non a à? nhưng nhìn tô giật tuổi tác bộ dáng căn bản không có để ở trong mắt Tô Thiên Tước một mực nghiêng dựa vào U Hư Mang Thiên Báo trên lưng, ánh mắt hơi khép, căn bản cũng không có muốn để ý tới mấy tên thiếu niên kia ý tứ. Tô giật ánh mắt đảo qua vừa mới nói chuyện thiếu niên kia, mỉm cười, nói, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, tới lấy là được. Nhìn thấy tô giật đã muốn nhúng tay bộ dáng, thượng quan hề vi, thượng quan ngọc vờ vờ. Là rất lợi hại ăn ý không nói gì thêm, bọn họ có thể hận không thể tô giật có thể nhúng tay đâu, đây chính là một cái tùy tiện trọng thương u hư mang thiên báo ấu báo đáng sợ gia hỏa tiểu tử cảm thấy thẳng phách lối a à. thiếu niên sững sờ nhất thời mắt lộ ra cười lạnh theo độc giác mang ngư trên lưng thẳng vọt mà xuống cất bước mà ra hướng đi tô giật mà đi lạnh nhạt nói ta hiện tại thì tới lấy ngươi có thể làm được gì nhìn thiếu niên kia muốn tìm tô giật phiền phức thượng quan nham thượng quan ngọc chờ cười thầm không thôi tên này sợ là muốn tự rước nhục đi mà mang hùng bộ lạc còn lại mấy cái người thiếu niên giờ phút này ngược lại là cũng không có ở ý nhìn cái kia tráng kiện thiếu niên đi tới tôi giật mắt lộ ra nụ cười tiến lên hai bước nhẹ nói nói muốn u hư mang thiên báo vậy trước tiên theo ta trước người đi qua vậy ngươi thì cút ngay cho ta không nghĩ tới đối phương thế mà còn dám khiêu khích mang hùng bộ lạc thiếu niên chìm quát một tiếng nhất thời bạo phát tiếng quát điếc tai oanh dưới chân nhất thời nguyên khí phun trào cái này bạn các năm nguyên huyền cảnh nhị trọng tu vi khí tức không có bao nhiêu giữ lại, bóng người nhảy lên một cái, chỉ hướng tô giật lao thẳng tới mà xuống, quyền đầu nắm chặt, một quyền nổ tung, cái này một cái chớp mắt, thiếu niên này giống như là một cái mang hùng, toàn thân khí tức thiêu đốt, rất là ngang ngược, muốn trực tiếp nổ tung tô giật, oanh, tô giật ngước mắt, không lùi mà tiến tới, vùng tay lắc một cái, trực tiếp một quyền đối oanh mà ra, cái này mang hùng bộ lạc thiếu niên, xuất thủ sẽ bất phàm theo tuổi tác phía trên nhìn, đã đến nguyên huyền cảnh nhị trọng, bực này thiên tư tu vi, tại bên ngoài môn phái lớn bên trong, cũng là thuộc về hàng đầu, kích thích tô giật thăm dò chi tâm, âm, hai quyền trong nháy mắt đụng nhau, trầm đục âm vang, tự như là ánh vàng đụng nhau, cùng bạo kình phong bao phủ, còn có nguyên khí thuộc tính ánh sáng phun trào, phốc, vẽn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, cái kia mang hùng bộ lạc thiếu niên thân thể. Ngay tại mấy đạo kinh ngạc chấn động kinh ngạc trong ánh mắt bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi phun ra, đập ầm ầm rơi vào mấy trượng bên ngoài. Hùng kỳ cẩn thận, cùng thiếu niên kia ngồi chung một chiếc sừng mang ngư thiếu niên hét lớn một tiếng, sắc mặt kinh biến, cũng là ngay từ đầu tay kia cầm đại cung người, phía sau mũi tên xứng cung lên dây, nguyên khí phun trào, căng dây cung mà thả, hưu, bén nhọn mũi tên như là thiểm điện, giống như là muốn đâm trách không khí, nương theo lấy ô ô âm thanh xé gió, mang theo ánh sáng mang, trong nháy mắt đâm thẳng tô giật ở ngực, tô giật biến sắc, một tiễn này là đánh lén tàn nhẫn vô tình nếu như bị một tiễn này bắn trúng hậu quả có thể nghĩ những thứ này mang hùng bộ lạc người thật đúng là ngang ngược ương ngạnh suy bàn chân nguyên khí thành hình như là toàn qua ánh sáng phun trào phù diêu bách biến bộ hạ tô giật thân ảnh nhất thời lôi ra liên tiếp ảo ảnh mũi tên kia tự thân chết mà qua bóng người trong nháy mắt lao thẳng tới cái kia cầm cung thiếu niên mà đi giờ phút này tô giật cũng coi là động thật giận cầm cung thiếu niên biến sắc giống như không nghĩ tới tô giật tốc độ thế mà nhanh như vậy. Bò, ò, à. cái kia độc giác mang ngưu gào thét một tiếng, trực tiếp hộ chủ, cái kia bén nhọn một sừng phát sáng, lấy thân thế, giống như là một tảng đá lớn, chỉ hướng tô giật đập vào mà đến. Nghiệt súc làm càng, tô giật bàn chân một bước, sợi tóc dựng thẳng, trong mắt có quang mang tuôn ra, lực theo địa lên, chưa từng né tránh, tiếp theo một cái chớp mắt. Tại đông đảo nghẹn họng nhìn trân trối trong ánh mắt, tô giật lấy tay mà ra, một tay trực tiếp chọc vào cái kia độc giác mang ngưu một sừng bên trên nguyên khí phun trào đem cái kia độc giác mang ngưu thân thế sinh sinh ngăn cản oanh cùng lúc tô giật nguyên khí trong cơ thể từ trong kinh mạch lao nhanh một cổ cường đại lực lượng bạo phát phất tay vung mạnh thể tích to lớn độc giác mang ngưu nhất thời bị sinh sinh lật tung bò ò à, độc giác mang ngưu tê minh mắt lộ ra ý sợ hãi nhưng lại là thân bất do kỹ bị trực tiếp quăng bay đi hung hăng nện rơi trên mặt đất phanh phanh thanh thế to lớn, cái này có thể độc giác mang ngưu nhất thời bị ngã đẫm máu, vô cùng thê thảm, bò đều không đứng dậy được. Độc giác mang ngưu trên lưng cầm cung thiếu niên hoảng hốt nhảy xuống vai trâu, cước bộ lão đảo, thần sắc chấn động kinh ngạc, chật vật trở ra, suy, một bóng người viễn như quỷ mị, nhanh thật không thể tin, trực tiếp xuất hiện trước người, nhất trưởng đỏ thẩm, hỏa thuộc tính nguyên khí đem tứ phương không gian nhất thời phủ lên nóng rực vô cùng, thiếu niên biến sắc, hoảng hốt phía dưới đành phải phải tay run một cái, nhất trưởng đón lấy, nguyên khí lộ ra ngoài, trước người cũng bố trí nguyên khí lồng ánh sáng, âm, thiếu niên thân thể bị đánh bay, trên thân nguyên khí lồng ánh sáng rạn nứt, trong miệng có huyết dịch phun ra, rơi vào mấy trường bên ngoài, trong nháy mắt, hai người bị trọng thương. Còn có lật tung một chiếc sừng mang ngư vậy cùng mảnh rung động một màn làm cho toàn trường ánh mắt hoảng hốt thất thần. Thượng quan nham, thượng quan hề vi coi là biết tô giật đủ để đối phó mấy người thiếu niên này nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, tô giật lại là lấy loại rung động này cùng cường thế phương thức giải quyết, cái này quá kinh người, còn lại hùng liệt chờ ba cái mang hùng bộ lạc thiếu niên, càng là rung động, bọn họ nguyên bản không để trong mắt một thiếu niên, cư nhiên như thế khủng bố, làm tổn thương ta mang hùng bộ lạc con cháu, ngươi hôm nay chết chắc, rất nhanh, theo cái thứ hai thiếu niên rơi đập, hùng liệt lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến. Cái kia lưng hùng vai gấu tráng kiện thân thế từ độc giác mang ngưu trên lưng nhảy xuống, rơi vào tô giật trước người, rơi xuống đất chỗ, mặt đất phát trung, hai con người sáng ngời, có hàng quan tức giận phun trào, dịch túc cẩn thận, hùng liệt tu luyện mang hùng bộ lạc ở mang hoàng kinh. Đã đến nguyên huyền cảnh tứ trọng đỉnh phong nhìn hùng liệt muốn xuất thủ, thượng quan hệ vi nhất thời nhắc nhở lấy tô giật, liền xem như nàng toàn lực mà làm, cũng khó có thể thay vào đó hùng liệt đi. Mang hùng bộ lạc mang hoang kinh, có thể là không như bình thường, nhưng lập tức thượng quan hệ vi giống như nhớ tới cái gì, tiếng nói im bặt mà dừng. Tên kia thế nhưng là yêu huyền cảnh ngũ trọng tầng thứ u hư mang thiên báo cũng không phải là đối thủ, cái này hùng liệt mạnh hơn, cũng không có cách nào không biết sao yêu huyền cảnh ngũ trọng tầng thứ u hư mang thiên báo đi. Nàng lo lắng có chút quá mức, là các ngươi chủ động khiêu khích ta. Tô giật mắt thấy hùng liệt, cảm giác được một cổ hùng hồn khí tức cường đại, tên này hẳn là một cái khó chọc chủ. Cái kia hai người thiếu niên cùng ngang ngược, ra tay không lưu tình chút nào, cũng làm cho tô giật cũng giận, ra tay tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Chương 198, quyền quyền đến thịt. Hừ, hy vọng ngươi có thực lực này, có thể làm cho ngươi có lực lượng khiêu khích ta. Hùng liệt lời nói rơi xuống, cái kia mang hùng hình thể so với tô giật trọn vẹn phải lớn hơn một vòng, trực tiếp xuất thủ, bồ phiến bàn tay, đối với tô giật chính là trực tiếp vỗ xuống, oanh. Hùng liệt xuất thủ càng là ngang ngược, nhưng trên thân vậy khí tức, so với vừa mới xuất thủ hai cái mang hùng bộ lạc thiếu niên, không biết muốn cường hoành phía trên gấp bao nhiêu lần. Tô giật tóc đen bay múa, trong đôi mắt có ánh sáng lấp lóe, thân hình chưa từng dao động, bàn tay trực tiếp nghênh đón, chỉ hướng hùng liệt một tay đánh ra mà lên. Ông, một đào trầm đục uyển như phong lôi, hai tay đụng nhau, khuấy động bốn phía các bay đá chạy, năng lượng bành trướng dập dần. Đạp đạp, hai người thân thể đồng thời rút lui, nhưng tô giật chỉ là đẩy lui hai bước thì ổn định cước bộ, mà hùng liệt trọn vẹn đẩy lui sáu bước, dưới chân đá vụn hóa thành bột mịn thần sắc sắc mặt cũng từ trước tới giờ không mảnh chuyển đổi thành chân chính chấn kinh. Hùng liệt sắc mặt tràn đầy chấn kinh, âm thầm phất phất giấu ở sau lưng bàn tay, bàn tay hơi tê tê, truyền đến đau đớn. Đối phương nhìn như không chịu nổi một kích bộ dáng, nhưng vừa vặn lại là có một loại, để hắn một chưởng vỗ tại giáp thép phía trên cảm giác. Đi theo mang hùng bộ lạc thiếu niên cũng đều kinh hãi lên, bọn họ không ai từng nghĩ tới hùng liệt xuất thủ, thế mà vừa mới cũng rơi vào hạ phong, chẳng lẽ cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? tô giật ổn định cước bộ đồng thời, lại là đắc thế không tha người, muốn muốn thừa cơ đối cái này mang hùng bộ là có chút giải. Oanh một tiếng, nguyên khí bạo dũng, tô giật trên thân ánh sáng tràn ngập, chủ động trực tiếp đánh phía hùng liệt. Hư, nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, hùng liệt tuy nhiên chấn kinh, nhưng mà lập tức hét lớn một tiếng, vồ lên trên, cùng tô giật quyết đấu kịch chiến, phanh phanh. Trong nháy mắt, hai người đối đánh nhau, đều là cuồng mảnh vô cùng, ai cũng không muốn lui ra phía sau ai cũng biết chính mình nếu như lui ra phía sau, liền sẽ bị áp chế đến hạ phong, sẽ rất bị động. Tô giật có ý thăm dò, cũng thật vất vả gặp cái trước thân thể rất mạnh đối thủ, càng đánh càng hăng. So sánh dưới, hung liệt lại là càng đánh càng sợ, đối phương tu vi rõ ràng còn không có hắn mạnh, thế nhưng là thân thể cường hãn trình độ, để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể, cũng khắp nơi bị áp chế. Mỗi một lần đối kháng chính diện, ăn thiệt thòi tự hồ cũng là hắn. Mang nhạc quyền, hoàng sơn bạo quyền hùng liệt triệt để ngưng trọng thi triển ra ác chủ bài tuyệt chiêu vô cùng cường đại kình lực tiết ra ngoài không ngừng đánh nát cự thạch thất thương quyền xích viêm chưởng tô giật quá khẽ cũng vận dụng vương phẩm vũ kỹ đối chiến hùng liệt không thể không nói cái này mãnh liệt rất mạnh cảnh giới vượt qua tô giật thân thể cũng cường đại chiến lực kinh người nhưng mà tô giật thân thể tại hỗn nguyên yêu thể đoán tạo hạ đã đến kim cương chi thể cấp độ càng là cường hãn đủ để so với yêu tộc con non còn muốn cường hoành hơn tăng thêm tô giật phù diêu bách biến bộ các loại thủ đoạn đủ để vượt cấp áp chế hùng liệt dạng này hai người kịch chiến ngang ngược cùng mảnh quyền quyền đến thịt thấy thượng quan hệ vi thượng quan ngọc mang hùng bộ lạc thiếu niên các loại đều là cực kỳ chấn động mang hoàng kinh chiến chiếm được sau cùng hùng liệt đã không có đường lui thôi động mang hoang kinh toàn lực mà làm sáng ngời hai con ngươi tuôn ra toàn qua ánh sáng một cổ đáng sợ khí tức tràn ngập cổ lão ý vị, giống là có thể trấn áp tứ phương, chỉ hướng tô giật bại ép mà đi, bá vương quyền, chiến, tô giật không sợ, hét lớn một tiếng, lấy bá vương quyền đối chiến, một cổ bá đạo uy nghiêm khí tức buông xuống bao phủ, đụng nhau mà lên, mắt, dạng này khí tức hạ, ba cái độc giác mang ngư tự dưng gào thét, thân thể phát trung, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, oanh, kinh phong ngập trời, ánh sáng lóa mắt, trầm đục quyển như tiếng sấm, năng lượng bắn ra hình thành toàn qua phong bạo, kèn két, bốn phía mặt đất rạn nước, đá vùng khuấy động, cảnh tượng dọa người, phốc, kinh phong ngập trời bên trong, hùng liệt cái kia tiểu mang hùng thân thể bay ngược mà ra, trong miệng thổ huyết, rơi xuống đất, nhưng lập tức hùng liệt đứng lên, bộ dáng chật vật, khí tức hỗn loạn, thương thế rất nặng, tô giật cước bộ lui ra phía sau mấy bước, trong lòng nghiêm nghị. Cái này muốn là bình thường yêu huyền cảnh tứ trọng mang yêu thú, bị giờ phút này chính mình bá vương quyền đánh trúng, cũng đủ để không chết cũng muốn trọng thương. Có thể cái này hùng liệt chống lại xuống tới, vừa mới trên thân cái kia mang hoang kinh khí tức cũng không thể coi thường. tục Úc, Thượng quan Ngọc, Thượng quan Diệp hai mặt nhìn nhau, trọn vẹn mấy tức về sau, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn không được cổ họng nóng hổi, hít sâu một hơi. Hùng liệt thế mà cứ như vậy bị đánh bại, người đến cùng là ai? Hùng liệt bò người lên, mắt thấy tô giật ánh mắt đã tràn ngập thần sắc, hắn giờ phút này thậm chí không thể tin được, đối phương thế mà tu vi cảnh giới so với hắn thấp tình huống dưới, thế mà còn có thể thắng hắn, cái này sao có thể? Một đám tiểu hài tử, thì điểm ấy mèo ba chân thực lực tu vi cũng dám muốn u hư mang thiên báo, còn không mau cút đi xa một chút, u hư mang thiên báo phía trên tô thiên tước rốt cục mở miệng, quể oải tựa ở u hư mang thiên báo trên lưng, mắt nhỏ thăm thẳm quét mắt một vòng hùng liệt bọn người. Biết nói chuyện gà yêu hư cảnh, mang hùng bộ lạc thiếu niên lúc này mới chú ý tới, U hư mang thiên báo phía trên một con kia gà trọc lông, cũng không phải theo liền đi theo không biết tên tiểu mang yêu thú, có thể là một cái yêu hư cảnh mang yêu thú cường giả. Linh cổ thôn, tiểu tử, bút trướng này, ta mang hùng bộ lạc nhất định sẽ đòi lại. Hùng liệt ánh mắt từ thượng quan hệ vi chờ cùng tô giật trên thân đảo qua, đối tô thiên tước cũng tuyệt đối kiên kỵ, lời nói rơi xuống, mang theo không cam lòng cùng ý sợ hãi, cũng về sau hoảng hốt trời đi, không còn dám đánh u hư mang thiên báo chủ ý, cút đi, muốn đoạt u hư mang thiên báo đây chính là hạ tràng đáng đời thượng quan nham thượng quan ngọc chờ đại hỷ bọn họ một mực bị mang hùng bộ lạc khi dễ lần này rốt cục có một loại bậc hơi nhướng mày cảm giác dịch túc huynh đệ tốt lắm lập tức thượng quan ngọc chờ súng lại lên đều là cao hứng không thôi tô giật mỉm cười xem ra cái này muốn đi linh cổ thôn chắc hẳn cũng không thể gió êm sóng lặng có điều vì đạt được cơ duyên kia có cơ hội có thể làm cho thiên nguyên yêu hồn càng tiến một bước tô giật cũng không có lựa chọn khác, biết rõ có phiền phức, cũng phải đi một chuyến, thiên nguyên yêu hồn đến từ hỗn nguyên yêu thể, hỗn nguyên yêu thể đến từ hỗn nguyên chí tôn công. Tô giật rất rõ ràng, theo lúc trước không cách nào tu luyện tới bây giờ chính mình biến hóa, thậm chí có thể vượt cấp đánh bại đối thủ, đây hết thảy đều là bởi vì hỗn nguyên chí tôn công. Hỗn nguyên yêu thể tầng thứ nhất kim cương chi thể để thân thể vô cùng cường đại, cái này tầng thứ hai thiên nguyên yêu hồn nhằm vào linh hồn tu luyện, tự nhiên cũng không phải bình thường nhất định muốn nghĩ hết tất cả biện pháp tu luyện yên tâm đi không cần lo lắng cái kia hùng liệt mang hùng bộ lạc không làm gì được chúng ta linh cổ thôn lần này bọn họ thế mà vô sĩ như vậy ở nửa đường muốn cướp đi chúng ta mang yêu thú ta tự sẽ bẩm báo trưởng bối tiền mang hùng bộ lạc tính sổ sách thượng quan hề vi bước liên tục nhẹ nhàng đi tới nhìn tô giật thần sắc coi là tô giật là đang lo lắng trêu chọc mang hùng bộ lạc sợ mang hùng bộ lạc đến lúc đó tìm phiền toái Chương 199, Hát Minh yêu hổ Từng, tô giật khẽ gật đầu, không có nhiều lời, còn nhớ rõ hùng liệt đề cập tới, truyền đến còn không có người ngoài từng tiếng vào bọn họ nghĩ lại mảnh đất một chuyện, đối thượng quan hệ vi hỏi, các ngươi nơi ở địa phương, chưa bao giờ có người ngoài đi qua a à? Xác thực, chưa từng nghe nói có người ngoài từng đi vào qua, thượng quan hệ vi gật đầu, hàm răng khẽ mở, dường như nhìn ra tô giật lo lắng, tiếp tục nói, nhưng người có thể yên tâm, Ngươi hai ngày trước cứu chúng ta nhất mệnh, lần này lại đánh bại đánh lén chúng ta hùng liệt, đến linh cổ thôn về sau, nhất định sẽ là chúng ta linh cổ thôn khách quý. Nghe vậy, tô giật đối cái kia thế ngoại đào nguyên, ngăn cách địa phương, càng hiếu kỳ hơn, vậy rốt cuộc là một chỗ cái dạng gì tồn tại? Hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây, tô giật theo thượng quan hệ vi các loại, vòng qua không ít đường núi cùng gặp gền thạch đạo, phía trước một mảnh hạp tốc xuất hiện, nơi đây khắp nơi một mảnh trắng xóa bốn phía phiêu đảng thật dày một tầng vũ khí khó có thể thấy vật chúng ta đến thường quan hệ vi khẽ nói buông lỏng một hơi trên đường đi ngược lại là tại không có gặp cái gì khó khăn trắc trở đây là địa phương nào tôi giật kinh ngạc bốn phía một mảnh trắng xóa liền ánh mắt đều không thể nhìn thấy chẳng lẽ linh cổ thôn mang hùng bộ lạc liệp hổ bộ lạc người thì ở bên trong không thành đánh giá nơi này tôi giật cũng rất kinh ngạc nơi đây trong lúc mơ hồ có một loại cực kỳ cảm giác đặc biệt mà lại dọc theo con đường này, càng đến gần nơi đây, vẫn không có gặp được cái gì mang yêu thú. Đến chung quanh đây, tôi giật càng là liền con kiến đều chưa từng nhìn thấy, rất đặc biệt. Nơi này tự hồ có chút kỳ lạ a à, Tô Thiên Tước tại U Hư Mang Thiên Báo thân thể đứng lên, đầu dựng thẳng lên, mắt nhỏ đánh giá bốn phía, cảm thấy cũng cảm giác được cái gì chỗ kỳ lạ. Chúng ta đời đời nghĩ lại ở đây, theo tiền bối lưu truyền tới nay nói, nơi đây thế nhưng là bảo địa, cái này mênh mông sương mù cũng không đơn giản, ở phía xa nhìn, căn bản liền không tìm được nơi đây, giống là căn bản lại không tồn tại dạng này địa phương. Dù là ở đây, cái này mênh mông sương mù bên trong, nếu là không có người dẫn đường, căn bản không đi vào được, truyền thuyết từng có người trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây, mấy chục năm cũng không có đi ra khỏi đi qua. Thượng quan hề vi khẽ cười nói, nghe thượng quan hề vi lời nói, tô giật âm thầm kinh ngạc, xem ra nơi này thật đúng là càng ngày càng thần bí, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn không thể chủ quan, đi thôi, theo chúng ta liền tốt. Thượng quan hệ vi hướng về phía tô giật yêu kiều cười nói, hai mắt còn giống như một dòng nước trong, nụ cười kia sợ là đủ để cho đến bất luận cái gì nam tử không thể dời đi ánh mắt. Mênh mông vách núi, ba mặt đều là vách núi nhất định, dốc đứng vô cùng, sợ là khỉ cũng khó bò lên trên. Nơi đây chỉ có một mặt một đạo thiên nhiên hạp cốc có thể ra nhập, bốn phía còn có thiên nhiên sương mù, che đậy hết thảy, hoàng hôn, ánh tà dương dần dần tán đi màn đêm đã bắt đầu từ đằng xa lan tràn mà đến cửa vào một mảnh bằng phẳng mảnh đất một số trên đá lớn đứng đấy không ít bóng người cảm thấy đều ở rất xa ngắm nhìn sương mù kia chỗ phương hướng những thứ này đội hình đại khái chia làm ba lớn đội hình có nam có nữ trẻ có già có giữa sân còn có không ít mang yêu thú bên trong bên trái đội hình bên trong một cái thân mặt chiến y tuổi tác không đến hai mươi thiếu niên khí chất tự dưng sắc bén uy nghiêm khuôn mặt hình dáng như là như lưỡi đau lập thể, làm cho bên người không ít thiếu nữ cũng âm thầm ném đi hiện ra liên y ánh mắt. Thiếu niên này dưới hông cưỡi một cái hơn một trượng màu đen đại hổ, nhìn chầm chầm, toàn thân hiện ra màu đen hào quang, nhìn lên một cái cũng làm cho những tâm đầu nhìn không được phát trung. Phía bên phải một phương đội hình, một cái trọn vẹn nhanh gần như cao hai trượng đại hùng, toàn thân lông tóc đỏ thẩm, khí tức hung hãn càng khiến người ta trung động là, cái này đại hùng bên trái trên đầu vai, còn đứng lấy một cái tráng kiện như gấu thiếu niên thiếu niên này đứng tại cái này hung hãn đại hùng đầu vai cũng không che giấu được tự thân khí thế lưng hùng vai gấu bắp thịt cả người hở ra một bộ lộ giáp lót vai giáp trên ngực một khối kim sắc hộ tâm kính tràn ngập ra bí văn ánh sáng lấp lóe giống như trong truyền thuyết cổ lão thiếu niên chiến thần thiếu niên này tuổi tác cùng cái kia cưỡi hổ chiến y thiếu niên không sai biệt nhiều một cái khí chất sắc bén uy nghiêm một cái khí chất hung hãn dũng mãnh như thiếu niên chiến thần đều là mang cho người ta một loại không thể coi thường trùng kích. Mà tại ở giữa đội hình bên trong, một cái thân mặc áo trắng, thân hình thẳng tắp, bộ dáng tuấn lãng, khí chất phiêu vật thiếu niên, như cũ tài năng xuất chúng, thiếu niên này tuổi tác cũng không lớn, 18-19 tuổi bộ dáng, không có loại kia sắc bén uy nghiêm cùng hung hãn dũng mãnh, lại là như một thanh kiếm sắc, một khi ra khỏi vỏ, làm phong mang sắc bén, thiếu niên này bên người, giờ phút này chiếm cứ bò lõm ngỗng một cái một người cao lớn ưng hai con người sắc bén, mỏ nhọn như câu, toàn thân linh vũ giống như lân phiến, toàn thân trắng như tuyết như ngọc, toàn thân tràn ngập hàng băng khí tức, thiếu niên này bên người, giờ phút này có không ít trung niên nam nữ cùng lão giả sắc mặt lại là ngưng lại, mi đầu âm thầm khóa chặt tan không ra, ha ha, thượng quan thanh minh, thời gian đã không sai biệt lắm, ta muốn không cần chờ đi. cưỡi Gấu khải giáp thiếu niên bên cạnh thân, giờ phút này một cái trung niên cởi mở thanh âm truyền ra, mang theo ý cười, thanh âm điếc màng nhĩ người. Hùng Tam, thời gian có thể còn chưa tới, ngươi cao hứng cái gì, chúng ta còn có người chưa có trở về đây. Áo, trắng thiếu niên bên người không xa, một cái tráng rộng trung niên trừng cái kia trong khi nói chuyện năm liếc một chút, hắn là linh cổ thôn người. Nhìn liệp hổ bộ lạc hổ trì thu phục là một cái yêu huyền cảnh ngũ trọng tầng thứ hắc minh yêu hổ, mang hùng bộ lạc hùng chiến thu phục cũng là một cái yêu huyền cảnh ngũ trọng tầng thứ xích liệt cuồng hùng. Cái này hắc minh yêu hổ cùng xích liệt cuồng hùng đều xem như đến yêu tộc con non tầng thứ, muốn là vận khí tốt, thật tốt bồi dưỡng, có rất lớn hy vọng tương lai có thể đặt chân đến yêu hư cảnh tầng thứ. Thượng quan thần phong tuy nhiên cũng thu phục một cái yêu huyền cảnh ngũ trọng tầng thứ hàng ngọc yêu ưng, có thể chỉ là mới đặt chân yêu huyền cảnh ngũ trọng tầng thứ, tuy nhiên vẫn là phi hành mang yêu thú, nhưng từ huyết mạch nhìn lại, muốn so lên hắc minh yêu hổ cùng xích liệt cùng hùng phải kém hơn không ít. Thượng quan thanh minh, thì thượng quan hệ vi nha đầu kia vẫn chưa về đi, lấy nha đầu kia thực lực tu vi, ngươi cho rằng có thể thu phục cái gì mang yêu thú trở về, ha ha, lần này các ngươi tuyệt đối thua định, cái kia cưỡi hổ thiếu niên đội hình bên trong, một cái trung niên mở miệng, thanh âm cởi mở, tóc dài, mắt sáng như đuốc, trong mắt trào phúng không còn che giấu, lần này đỏ sức, cái này ván đầu tiên linh cổ thôn đã không có bất cứ hy vọng nào, chỉ là còn lại mang hùng bộ lạc, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, hổ bí, ngươi thiếu đắc ý. Các ngươi thu phục hắc minh yêu hổ, cảm thấy cũng không bằng xích liệt cuồng hùng đi. Thượng quan Thanh Minh trầm giọng nói, không có bao nhiêu khách khí, Hắc Minh yêu hổ huyết mạch rất cao, có điều người nào đều hiểu, nếu là Hắc Minh yêu hổ cùng xích liệt cuồng hùng đồng thời bày ở trước mặt, biết hàng đều chọn xích liệt cuồng hùng đi. Hừ, nghe Thượng quan Thanh Minh lời nói, Hổ Bí cũng sắc mặt có chút không vui, xác thực, cái này ván đầu tiên, bọn họ hiện tại cũng không chiếm tiện nghi, sợ là muốn để mang hùng bộ lạc kiếm tiện nghi. Chương 200 kỳ tích xuất hiện. Theo thượng quan thanh minh lời nói rơi xuống, phía trước trong sương mù dày đặc nổi lên ba đồng, có bóng người lấp lóe, là hề vi tỷ trở về sau. Thượng quan thanh minh sau lưng, không ít thiếu niên thiếu nữ nhất thời mắt lộ ra chờ đợi, không ít trưởng giả, bao quát thượng quan thanh minh cũng ánh mắt âm thầm lướt qua ánh sáng. Bò, o, à, có thú hống truyền ra, lập tức có thân ảnh từ trắng xóa trong sương mù dày đặc xuất hiện, độc giác mang Ngưu là mang hùng bộ lạc, là hùng liệt bọn họ giống như thương thế thảm trọng cái này là thế nào làm cái kia mấy đạo thân ảnh cùng ba cái độc giác mang ngưu tọa kỵ xuất hiện lập tức làm cho toàn trường âm thầm biến sắc có một chiếc sừng mang ngưu thương thế thảm trọng hùng liệt chờ ba người thiếu niên cũng vô cùng chật vật thụ trọng thương hùng liệt chuyện gì xảy ra cái kia cưỡi gấu khải giáp thiếu niên bên cạnh thân có không ít người sắc mặt kinh biến bên trong lập tức xông đi lên đem hùng liệt bọn người nâng trở về nhìn không phải thượng quan hề vi thượng quan thanh minh bên người đội hình bên trong ánh mắt đều là âm thầm có chút cô đơn xem ra hùng liệt không có bất kỳ cái gì thu hoạch ngược lại thụ trọng thương hùng liệt bọn họ hôm qua thì lén lén lúc lúc làm sao ngày hôm nay thì thụ trọng thương bốn phía có tiếng nghị luận thấp giọng thầm thi hùng liệt bị nâng trở lại mang hùng bộ lạc đội hình bên trong cái kia thân mang khải giáp cưỡi hùng thiếu năm cũng nhảy xuống xích liệt cùng hùng đến bên người thấp giọng đang hỏi cái gì hùng liệt sắc mặt rất khó coi đang thấp giọng nói cái gì đó qua một lúc ánh mắt mong rằng hướng thượng quan thanh minh phía kia đội hình nghe hùng liệt lời nói mang hùng bộ lạc không ít ánh mắt cũng biến thành khó coi lên âm thầm có ánh mắt tìm đến phía thượng quan thanh minh phía kia cảm thấy chuyện gì phát sinh a à? rất nhiều người đều đang suy đoán tự dưng ở giữa bầu không khí có chút quái dị lên lại có người trở về hẳn là hề vi tỷ chỉ có hề vi tỷ cùng thượng quan ngọc bọn họ chưa có trở về mà tại lúc này cái kia trong sương mù dày đặc lại lần nữa có bóng người lấp lóe thượng quan thanh minh bên người đội hình bên trong tất cả ánh mắt lại lần nữa mong đợi hiện tại chỉ có thượng quan hề vi chờ chưa có trở về đuổi tại sau cùng thời gian mới trở về hy vọng thượng quan hề vi chờ có thu hoạch đây là linh cổ thôn sau cùng cơ hội hy vọng có kỳ tích xuất hiện linh cổ thôn đã mấy lần không có chiến thắng lần này đã không thể lại bị thua bằng không mười năm về sau đem càng thêm gian nan liệp hổ bộ lạc người tuy nhiên cảm thấy linh cổ thôn là rất không có khả năng có kỳ tích xuất hiện thượng quan hệ vi thực lực tu vi bậy ở cái kia, liền xem như thượng quan hệ vi có thể thu phục một cái không tầm thường mang yêu thú, sợ là cũng không có khả năng mạnh đến mức qua xích liệt cuồng hùng cùng hắc minh yêu hổ, nhưng giờ phút này cũng là ánh mắt hiếu kỳ nhìn lại, ở hiện trường tất cả ánh mắt nhìn soi mói, trong sương mù dày đặt mấy đạo thân ảnh chậm chậm đi ra, cho đến khi rõ ràng lọc vào trong tầm mắt, là hề vi tỷ thượng quan hề vi. Mà khi cái kia đi đầu mấy đạo thiếu niên thiếu nữ bóng người xuất hiện, toàn trường chuyển mắt, linh cổ thôn bên trong có thiếu niên thiếu nữ reo hò. Mà khi nhìn thấy tô giật dạng này một cái lạ lẫm thiếu niên đi theo mà quay về, linh cổ thôn bên trong, tất cả ánh mắt lập tức âm thầm kinh ngạc. À, đó là cái gì U Hư Mang Thiên Báo sao? Cũng là U Hư Mang Thiên Báo, thượng quan hệ vi đây là thu phục một cái U Hư Mang Thiên Báo sao? Liệp hổ bộ lạc bên trong, có người trước tiên nhìn thấy U Hư Mang Thiên Báo, lập tức biến sắc, rất là kinh ngạc chấn động, rống. U hư mang thiên báo trầm thấp gào thét, gặp đến thời khắc này ở hiện trường không ít mang yêu thú, hung động bên trong, có quan mang lấp lóe, khí tức bá đạo mà hung hãn, ngao, rống, hắc minh yêu hổ, xích liệt cùng hùng theo sát gào thét, khí tức phun trào, ngao ô, ở hiện trường mang yêu thú tọa kỵ nhận áp chế, đều gào thét gào thét, mắt lộ ra đáng sợ, U hư mang thiên báo, là U hư mang thiên báo, linh cổ thôn đám người sôi trào, đi theo thượng quan hệ vi trở về, lại là một cái u hư mang thiên báo a à. tại mang yêu thú tầng thứ bên trong u hư mang thiên báo huyết mạch thế nhưng là so với hắc minh yêu hổ xích liệt cuồng hùng đều tuyệt đối phải nhân vật cường hãn u hư mang thiên báo yêu huyền cảnh ngũ trọng u hư mang thiên báo thượng quan thanh minh chờ linh cổ thôn trưởng giả kinh Hỷ cảm giác được u hư mang thiên báo thân thể trên hơi thở ba động đây là một cái yêu huyền cảnh ngũ trọng tầng thứ u hư mang thiên báo không hề nghi ngờ cái này u hư mang thiên báo đã thắng qua cái kia hắc minh yêu hổ cùng xích liệt cuồng hùng. Hề vi tỷ, ngươi thế mà thu phục một cái u hư mang thiên báo, hảo lợi hại a. À. Thượng quan hề vi chờ xuất hiện, lập tức đắp lên trước không ít linh cổ thôn thiếu niên thiếu nữ chen chúc, rất là hưng phấn kích động. Cái kia áo trắng thiếu niên nhìn thấy thượng quan hề vi cùng một cái yêu huyền cảnh ngũ trọng tầng thứ u hư mang thiên báo, cũng âm thầm lộ ra một chút vui mừng, nhưng ánh mắt lập tức hơi kinh ngạc hiếu kỳ rơi vào tô giật trên thân. Tô giật đứng tại U Hư Mang Thiên Báo bên người, đi ra sương mù một cái chớp mắt, mắt thấy trước mắt đột nhiên hiểu rõ hạp cốc cửa vào cùng một đoàn ăn mặc khác nhau bóng người, âm thầm trong lòng rung động, rất nhiều cường giả, nhạy cảm linh hồn lực lượng cảm giác, Tô giật lập tức cảm giác được ở hiện trường có không ít cường giả, không ít người chí ít đều là nguyên hư cảnh tu vi, ở hiện trường có rất nhiều người trẻ tuổi, tuổi không lớn lắm, ăn mặc cũng rất mộc mạc, nhưng tự dưng ở giữa lại là tự có lấy một cổ không giống với bình thường khí chất, trong lúc mơ hồ lan tràn ra khí tức rất cường hãn, rất bất phàm. Tô giật âm thầm sợ hãi tháng phục, ở hiện trường những thiếu niên thiếu nữ này đều không đơn giản, theo trên trực giác cảm giác, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ, rất nhiều so với lúc trước Thánh Sơn cái kia vương phẩm thiên tư kỹ siêu còn mạnh hơn. Một cái ngăn cách, giấu ở tại mang yêu lâm bên trong thần bí chi địa, lại có nhiều người trẻ tuổi không tầm thường hậu bối, tô giật không khó biết, cái này cái gọi là liệp hổ bộ lạc, mang hùng bộ lạc còn có linh cổ thôn, sợ là tuyệt đối không đơn giản. Tô giật dò xét bên trong, thượng quan hề vi cũng đến thượng quan thanh minh mấy cái trưởng giả bên người, thấp giọng nói cái gì đó, ánh mắt nhìn về phía tô giật, sau đó nhìn về phía mang hùng bộ lạc. Thượng quan thanh minh chờ nghe thượng quan hề vi nói, ánh mắt chuyển động theo, có ánh mắt hiếu kỳ đánh giá tô giật, lập tức cũng nhìn hướng mang hùng bộ lạc mà đi. Mang hùng bộ lạc, thật đúng là đầy đủ không biết xấu hổ, nửa đường đánh lén, muốn trắng trận cướp đoạt u hư mang thiên báo, đáng tiếc không biết lượng sức, nghe Thượng quan Hệ Vi nói xong, Thượng quan Thanh Minh đã mặc mũi tràn đầy nộ khí đằng đằng, hướng về phía mang hùng bộ lạc chửi ầm lên, giống như bởi vì Thượng quan Thanh Minh nói sự thật, hùng tam cũng có chút tâm hỏng, sắc mặt tối rút, thanh âm đều nhỏ một cái decibel, đáp lại nói, Thượng quan Thanh Minh ngươi thiếu ngậm máu phun người, chỉ cần vẫn chưa về, vậy ai đều có quyền tranh đoạt. Đem đoạt nói thành tranh đoạt, cũng liền ngươi mang hùng bộ lạc không biết xấu hổ như vậy. Thượng, quan thanh minh khóe miệng nhếch lên, nhàn nhạt cười lạnh, nói, biết lần này các ngươi ván đầu tiên căn bản thắng không, thì ra loại này hạ lưu thủ đoạn, chỉ tiếc không biết tự lượng sức mình, tự rước nhục. Liệp hổ bộ lạc người ánh mắt hai mặt nhìn nhau, nghe thượng quan thanh minh cùng hùng tam mắng nhau, ngược lại là cũng nghe rõ không ít, xem ra vừa mới hùng liệt chờ trọng thương chật vật mà quay về, bộ dáng còn như vậy thê thảm là bởi vì thượng quan hệ vi duyên cớ